Những tạo hình nữ hiệp trong phim cổ trang Hoa ngữ, Đàm Thông Vận bắt mắt, Triệu Lệ Dĩnh siêu ngầu. Với một bộ phim cổ trang, vai diễn có được tạo dựng thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào diễn xuất của diễn viên. Nhưng còn một điều cũng rất quan trọng, đó chính là trang phục tạo hình của diễn viên đó. Tạo hình của Lý Thẩm trong phim Cẩm Tú Nam Ca nhận được vô số lời khen từ phía khán giả, đặc biệt là tạo hình hành thích của nữ diễn viên. Bộ phim Cẩm Y Si Hạ nổi tiếng năm 2020, tuy không có tạo hình quá mức công phu tinh tế, cũng không có cốt truyện quá bất ngờ ly kỳ, nhưng bù lại phim có diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân. Chỉ bằng ánh mắt yêu thương của cặp đôi này dành cho nhau đã đủ khiến khán giả liệm tim. Cũng chính vì vậy mà nhiều khán giả dần dần chú ý đến trang phục cổ trang của Đàm Tùng Vận. Trong phim, Đàm Tùng Vận và vai nữ bổ khoái Viên Kim Hạ với những cảnh đánh đấm cũng khá ngầu. Khi bộ phim của Lý Thẩm lên sóng, nhiều khán giả đã đem vai diễn này so với vai diễn Viên Kim Hạ của Đàm Tùng Vận. Tạo hình của cả hai vai diễn này đều có những đặc điểm riêng. Tạo hình của Đàm Tùng Vận quá bình thường nên nằm bật lên nét đáng yêu, vừa khiến khán giả vừa nhìn thấy đã rất bắt mắt. Còn Valika của Lý Thẩm từ khi hiểu chuyện đã được huấn luyện trở thành một sát thủ, dọc đường nàng trừ gian diệt ác, giải võ, giải khinh công, ngay cả phái Vản Diện Lục Viễn cũng không thể đánh bại nàng. Chính điều này đã khiến Bành Thành nhìn nàng bằng ánh mắt khâm phục khác hoàn toàn với các nữ tử khác. Tạo hình trong bộ trang phục màu đen, mái tóc cột cao khiến Lý Thẩm hiện ra như một nữ hiệp thực thụ. Nói đến nữ hiệp, vai diễn Chu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Hữu Phỉ cũng là một nữ hiệp trong giang hồ. Poster nhân vật Chu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy sát khí và siêu ngầu, và dĩ nhiên tạo hình này cũng được đem ra so sánh với Lý Thẩm. Với Triệu Lệ Dĩnh, bất luận vai Sở Kiều hay Chu Phỉ, trong mắt nữ diễn viên để bộc lộ vẻ anh dũng quả cảm, coi thường cả chết. Tạo hình Chu Phỉ giống một nữ hiệp nhưng càng giống một nữ tướng hơn. Lê ca của Lý Thẩm tuy cũng là một sát thủ, nhưng ánh mắt cô thể hiện một khát vọng an định, khát vọng được cùng người mình yêu nắm tay, đến đầu bạc răng nong. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!